Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng thời lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình trả lời một thắc mắc của một bạn hỏi mình rằng phân số có tử bằng mẫu thì phân số đó như thế nào. Thì mình lấy ví dụ về phân số trước. Ví dụ nè, 2 chia 3 thì người ta viết dưới dạng khác là 2 phần 3, thì số ở trên người ta gọi là tử số, số ở dưới người ta gọi là mẫu số. Và các bạn nhớ giúp mình, mẫu là mẹ phải khác không nha các bạn. Nhớ điều này để lên lớp 9 các bạn học đến điều kiện có nghĩa của phân số. Ok chưa ạ? Rồi, mình lấy ví dụ nè. Ví dụ như 2 chia 2, vậy là tử là 2, mẫu là 2. 2 chia 2 bằng mấy à? Các bạn nhẩm bảng của chương nhân 2. 2 nhân 1 bằng 2, vậy 2 chia 2 bằng 1. Tiếp tục 3 chia 3 bằng bao nhiêu ạ? Tử nè và mẫu bằng nhau nè, thì bằng mấy ạ? Bằng 1. 4 chia 4 thì bằng mấy ạ? Bằng 1. Tử bằng mẫu nè. Vậy tử số bằng mẫu số thì phân số bằng mấy ạ? Phân số bằng 1 nha các bạn. Bằng 1. Ok chưa ạ? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.